ma nhồn năng phổ năng sập bề la phàn tu ma ma chê ta xà ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng, cung trời đao lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng, nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là Phật trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mặt ngay. Có người làm phước được rồi, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh quan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn, chúng sanh thế giới các hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, qua thành thực phẩm mùi hương thọ lòng. Y đăng quá ta mê buôn nhăn a sa quắc ca già quá hồ tu, xin cho sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm ổn duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngũ ngành nơi tâm. Và Metta đã xong phần lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Dạ, mấy ta xin nhường mic lại cho Huynh Kinh ạ. Dạ, mấy ta xin nhường mic lại cho Huynh. Nam mô Bổn Thầy á, Nam mô Tam Ma á, Nam mô Sang Khai á. À, kính thưa quý vị, nay sư Thế Đức chắc bận gì không có vào, ra không biết cái này sao. Alo, quý vị nghe không? Alo, 1, 2, 3. Alo. Nghe không? Ok. À rồi, cảm ơn quý vị. Vậy thôi, để đỡ mất thời gian thì chúng ta cùng để đánh lễ tam bảo tóm tắt vô buổi học luôn, cho nó đỡ mất thời gian. Xin mời quý vị cùng đánh lễ tam bảo tóm tắt. Samanta Chakravalesu Atra Gacchantu Devata Sat Thammang Munira Chansa Sunantu Sagamok Kadang Amat Savanakalo Ayam Padanta Amat Savanakalo Ayam Padanta Amat Savanakalo Ayam Paranta Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Samma Sambuddhamatulang Sasattam Maganuttamang Api wadiya phasisang Api thammat phasang gahang. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội tăng chúng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tam Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Kính thưa quý vị, tuần trước thì
chúng ta đã học xong những cái phần về tâm tánh, là những cái về tướng này kia, mình có học về những cái đó đúng không vậy? Học coi như là xong hết cái phần đó rồi. Thì có phải học học tới cái chỗ mà tánh gì đó, Siddha Metta ghi bữa tới gì quên rồi, tới phần sự vật tương ứng đối trị với cái tánh thôi mà. Alo, đúng hả? Ok, rồi. Rồi bây giờ chúng ta chuẩn bị đi vào một cái đề tài mang tính chuyên môn, tức là về đề mục hành thiền. Và bây giờ ai làm người viết những cái phần học này hả? Ai ai tình nguyện viết nhanh thì viết cái này, viết Trần Lão hay sao? Chứ Trần Lão làm được không? Nói mình ghi lại cho học đó. Alo. Em rủ rằng hôm nay sao nhập vô ngủ thiền hết trơn hay sao? Em rủ mà rồi có ai tình nguyện làm MC, làm người viết bài lên không? Không có hay sao hả? Không có là thua á. Là trốn học ở trên rồi, nay lễ này nó chưa Noel mà chưa có Giáng sinh mà trốn nữa hết rồi. Nghỉ lễ Giáng sinh sớm quá, chào Chúa ra đời hay sao? Alo, còn ai nghe không hay là ngủ hết rồi, đắc ngủ thiền hết rồi, là chưa học thiền mà đắc ngủ thiền hết rồi. Còn nghe không biết bà con chắc có lẽ nghỉ đi shopping nữa hết trơn. Nay thứ mấy? Nay thứ năm mà. Nay thứ năm, nay là phải thứ sáu Black Friday rồi, nay nhắn qua nghe nói cô Nhật Quỳnh cũng cũng về rồi mà ngủ không thấy vô, nó về rồi không vô làm MC. Bây giờ ai lãnh nhiệm vụ viết bài đây, ai ai lãnh nhiệm vụ viết bài đây? Cô Nhật Quỳnh về rồi à. Sao trốn đôi mắt luôn à, vui quá à. Về đi Việt Nam vui quá, qua đây quên luôn à. Đang bận làm việc hả? Thì Lan bận làm việc rồi nên nó kẹt rồi. Bây giờ không biết ai đây. Trần Đạo em ru không không chắc không làm hay sao, em ru không trả lời. Xin Nhật Quỳnh hay con Nhật Quỳnh chưa được khỏe hả? Con Nhật Quỳnh bệnh hả? Rồi xong. Thế là hôm nay là biết ai phải viết nhanh được, cái này phải viết lẹ, ai ai mà viết nhanh được thì làm được. Còn hôm nay học cái chương trình học học cái bài cũng rất là quan trọng, mà hôm nay nó thiếu nhiều người quá rồi sao không biết thôi, uổng quá.
Rồi, không được luôn, xong. Hay là hôm nay mình nghỉ sớm, quý vị nghỉ sớm, nghỉ sớm hơn bữa không? Nghỉ sớm hơn bữa thì từ sau học cho nó đông đúc, đầy đủ học dễ hơn. Bây giờ vô những cái đề tài lớn, đề tài chính mà bây giờ học không học rồi tuần sau qua bài mới nữa thì thôi. Rốt cuộc không ai biết gì hết. Thấy sao? Cái gì muốn sao? Xa hơn bữa không? Sư cũng nay cũng đi chơi rồi. Xa hơn bữa đi. Ôn gì từ rồi học mấy cái phụ thôi. Học những cái về coi tướng, coi tâm này kia nè. Những cái đó thì tự coi rồi hiểu rồi ha. Thì hôm nay thì vắng quá, hôm nay rùm rùm thiếu người nhiều quá, học mà bài vô ghi tới những cái thành phần, những cái về thiền này kia đó phải học kỹ lưỡng để biết được, càng ngày càng lên cao rồi mới qua tới cái tâm siêu thế này, nó thôi cái như xong luôn, không hiểu cái thiền này sao qua siêu thế. Đó thì đó, không không biết gì trơn, không ai biết gì trơn. Rồi thôi, rồi hôm nay mình chơi đi, nghỉ chơi bữa đi. Mời quý vị cứ sinh hoạt tự do đi nha, tuần sau mình học học cho nó ngon lành ha, bài dở lâu lâu gì đó, nếu mà học và học pháp mà mình học không 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 tốt thì cũng uổng lắm. Rồi mời quý vị cứ sinh hoạt tự do nha. Hôm nay mình sơn bữa để cho tâm nó được nhẹ nhàng thoải mái ha. Chứ giờ học kiểu này mà không xong cũng mất hứng nha. Rồi Nam mô với ta giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô giá khách giá, giá. Giờ biết lại cho quý vị. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Không biết đạo tràng có nghe được âm thanh của Metta không? Dạ, vậy cảm ơn cô Trần Đạo. Không biết lý do gì mà hôm nay sư cũng chưa có vào room nữa quý vị ơi. Rồi cô Nhật Quỳnh cũng chưa vào rồi. Cô Nguyên Trang, Nguyên Như gì cũng đâu mất tiêu. Rồi cô Như Quang cũng đâu mất. Những thành phần nòng cốt của room đâu mất tiêu hết ráo rồi. Rồi chúng ta thì không có bốt bài lên được. Còn cô Thi Lâm thì mắt bận thâu. Rồi cổ mắt làm nữa, cổ cũng không có đưa bài lên được. Vậy thì chắc chúng ta sinh hoạt tùy duyên nữa hay sao đây cô Trần Đạo với mấy cô Kim? Quý vị cho biết ý kiến coi. Hay là nghỉ đi shopping. Dạ xin cho biết ý kiến đi. Metta nhường mic lại cho quý vị nha. Xin quý vị cho biết ý kiến. Kính mời cô Kim, cô Trần Đạo, cô Thi Lâm và các vị khác xin cho biết ý kiến nha. Metta trả mic lại đó. Kính chào cô tu nữ Tekema, kính chào huynh kinh và quý vị Phật tử đang thấy chặng đạo nói dạ anh NT Nguyên Trang hay cô Nhật Nguyên Trang đang vô đó, coi Nguyên Trang có vô, Nguyên Trang làm được, nếu mà được tôi ráng đánh máy vô trong cái iPhone, tại tôi không có set up vô cái máy laptop của tôi đó, tôi đánh gù 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 vô trong cái iPhone đánh lên cũng được, tại iPhone nó cũng khó lắm, nó đánh hay nhảy 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 lắm. Mà con mắt tôi kém á, con mắt tôi bị sensitive với lại cái màn ảnh của cái computer hay laptop, cái tia sáng cái tử ngoại nó vô tôi hay bị nhức mắt lắm, thành ra ít dòm nó. Có để thì lâu lâu chút chút thì dòm được, chứ dòm liên tục nhiều tiếng đồng hồ con mắt nó bị stress, nó đau lắm. Hồi đó học computer đó nhìn nhiều quá nó bị stress, có vô nhà thương một lần á, thành ra không có dám nhìn được nhiều nữa. Nếu mà không có ai thì tôi xin đánh máy trong cái iPhone nó bỏ lên, tôi set up vô cái một chữ Hinlish thì chắc cũng được, cũng tốt, được chậm hơn. Nếu không có ai thì tôi làm giúp giùm. Còn thôi thấy Nguyên Trang đang vô, coi Nguyên Trang vô chưa, đưa Nguyên Trang kêu vô.
Dạ xin trả máy là chỉ có ý kiến vậy thôi. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha. Dạ con Nguyên Trang, và trước hết con kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni và kính chào đạo tràng. Dạ con mới vô room. Dạ con mới vô room, con không biết là như thế nào ạ. Dạ kính chào cô Metta. Dạ ủa hôm nay chú kinh dạ ca không có học sao ạ? Dạ con post dạ làm sao? Dạ con kính mời đạo tràng, ai có thể lên lên cho con biết, con không biết bây giờ làm sao à, con xin xuống bước ạ. Hồi nãy Quỳnh Kinh có vô đó Trang, Nguyên Trang, cái không có ai đánh bài vô, cái Quỳnh Kinh nói thì bữa nay không có ai post bài, không không sao dạy được, rồi Quỳnh Kinh biến mất rồi, bây giờ làm sao? Khi kêu Quỳnh, ai biết số phone của Quỳnh Kinh, mời Quỳnh Kinh vô lại dạy cho đạo tràng đi, chứ lớp học nhiều pháp mà Quỳnh Kinh dạy mà Quỳnh Kinh không có rồi làm sao học? Không được đâu, thì Quỳnh Kinh đi rồi đó. Hồi nãy vô nguyên cô Nhật Quỳnh không vô, Nguyên Trang, Nguyên Như, Thi Lâm gì đó, mấy người hay đánh phát bài vô. Cái cô mà quan cần gì đó không vô đó, bây giờ cô đâu có biết làm gì đâu. Nguyên Kinh đi mất tiêu rồi, Nguyên Trang kiếm Nguyên Kinh đi, cô trả máy thôi nha. Nam mô Bụt Thầy, dạ để con chat với chú thử coi chú có vào room lại không anh. Dạ con, dạ bây giờ con kính mời mời đạo tràng, mời cô chú nào cầm mic nha, để con liên lạc với chú thử có được không ạ. Dạ con xin xuống mic ạ. Dạ, kính lễ cô tu nữ Khe Ma, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, Metta cũng xin cầm mic thế một chút xíu để chào Nguyên Trang gọi Huynh Kinh coi như thế nào. Không biết sao hôm nay quý vị đâu mất, không có vào room mà học đông đảo cũng như mấy lần trước. Thì Huynh Kinh nói hôm nay là bài quan trọng mà học ít quá cũng uổng. Lại Huynh Kinh nói như vậy, thì không biết hôm nay sao quý vị cũng bận gì mà vào room ít quá. Rồi sư không biết đường truyền hay là như
như thế nào sư cũng không vô luôn. Nhưng mấy lần trước học Di Diệu Pháp thì lần nào cũng có sư hết. Mấy bữa trước thì sư vào room sớm lắm quý vị ơi. Đúng 3 giờ rưỡi là sư vào liền. Ở Meta thường hay theo dõi, hãy mỗi lần mà 3 giờ rưỡi là Meta bắt lên là thường là sư đưa cái băng giảng lên để nghe. Hôm nay chờ hoài không thấy, và riết tới bây giờ luôn. Thì thôi, bây giờ Huynh Kinh vào rồi, để xin nhường mic lại, dâng mic lại cho Huynh Kinh ạ. Alo, 1, 2, 3, alo. Alo. Ok, nghe ha. À, là môn của thầy đó. Rồi hôm nay quý vị tính sao, có muốn học không hay là để tuần sau? Tại giờ quyết định đi. Nếu muốn học thì giờ là Nguyên Trang có làm được không? Có ngồi chép bài không? Nguyên Trang có chép bài post lên được không? Dạ, hôm nay chắc khỏi đọc Bali luôn, nay học thẳng vô bài luôn. Nguyên Trang thì hình như là xài iPhone mà sao viết. iPhone sao viết. Mà rắc rối à. Đó, các bạn được mà. Rồi bây giờ đọc này, ví dụ như giờ nói với chúng tới đâu rồi ghi cái bài nó lên theo kịp không, được không? Ghi tới đâu ghi tới đó đi ha. Đó, viết vậy đó hả? Bây giờ bắt đầu mình học này, vô là tới bài nào, tới phần nào ghi phần đó lên vậy đó. Cho quý vị theo, nay khỏi đọc Bali nữa, khỏi học Bali. Nay thiếu người để mà post cái phần Bali lên nè, thôi. Ok ha, sao bớt nha, bây giờ đợi giờ học chuẩn bị vô học nha. Rồi bây giờ mình vô rồi, học ha, cả học tới đâu hay tới đó ha, học được nhiều hay nhiêu. Rồi cái nam mô bổn sư thích ca mâu ni, nam mô tham ma gia, nam mô sa ca gia. Rồi bắt đầu ghi trước là mình học xong hết tất cả các phần về tâm tánh này ha, về tướng này ha. Xong phần đó rồi. Hôm nay chúng ta học về 40 đề mục thiền. Ghi cái chủ đề chính là 40 đề mục thiền. Ổn xong rồi, kiểu này học cho một bài chắc mấy tiếng hồ chưa xong. Ghi lên cái ai đánh máy chuyên nghiệp đánh học có lâu lắm đó, mà kiểu này học chắc bộ lâu dữ, ráng lên coi.
Hello, có ai còn nghe không? 40 một thề. Rồi, chia làm 7 nhóm. Đi nhanh lên, đi lẹ tay lên. Chia làm 7 nhóm. Rồi, số 1. 10 đề mục tưởng niệm. 10 đề mục tưởng niệm. Thì chắc liên qua biết bữa nay chắc có cô Nhật Quỳnh gì đó, chắc không vô nữa rồi. 1, 10 đề mục tưởng niệm. Ân Đức Phật. 10 đề mục tưởng niệm đó là mở ngoặc kép đó. Ân Đức Phật. Pháp. Tăng. Giới. Thí. Thiên. Ân Đức Phật. Ân Đức Pháp. Ân Đức Tăng đó. Ân Đức Phật. Pháp phẩy cái rồi tăng phẩy cái rồi giới phẩy thí phẩy thiên phẩy giới thí thiên phẩy niết bàn phẩy sự chết phẩy niệm thân 32 phẩy hơi thở chấm. Đó là 10 đề mục tưởng niệm. Ân Đức Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên, Niết Bàn, Sự Chết, Niệm Thân 32, Hơi Thở. Đó là 10 đề mục tưởng niệm. Đúng rồi, giờ đọc lại đi nha. Ân Đức Phật, Pháp, Tăng, Giới, Thí, Thiên là 6, Niết Bàn, 7, Sự Chết, 8, Niệm Thân, 9, hay đó là 10. Đó là 10 cái đề mục thuộc về 10 đề mục tưởng niệm. Rồi, xuống dòng số 2. 10 đề mục Kasina. 10 đề mục Kasina. 10 đề mục Kasina. Người là một cái xin lá 2 chấm. Đề mục casino 2 chấm. Rồi, đất phải nước phải lửa phải gió phải đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng xanh vàng đỏ trắng xanh vàng đỏ trắng ánh sáng và hư không ánh sáng và hư không đó là 10 đề mục Kasina đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng và hư không ánh sáng và hư không. Rồi, đúng rồi. Rồi, với số 3. 10 đề mục bất mỹ. Bất và không mỹ là đẹp á. 10 đề mục bất mỹ. Mở ngoặc tử thi. Tức là 10 đề mục tử thi đó. 10 đề mục bất mỹ. Mở ngoặc tử thi. 2 chấm. Gì vậy? 10 đề số 3, 10 đề mục bất mỹ. Mở ngoặc tử thi.
hai chấm. Mở ngoặc ha, bất mỹ là mở ngoặc là đề mục tử thi đó, mở ngoặc ha là đóng ngoặc ha, tử thi hai chấm. Thay phình trương, tức là cái thay cái xác xác chết đó. Thay phình, thay phình trương phải thay bầm xanh phải thay chảy nước vàng phải thay bị bể nứt, thay bị bể nứt thay bị thú ăn, thay bị thú ăn thay bị phân lìa, thay bị phân lìa rồi thay bị rã rồi thay bị chảy rỉ máu rồi thay bị sâu đục, thay bị sâu đục đúng rồi, cuối cùng là bộ xương à, bộ xương đó, tức là 10 cái đề mục này để 10 đề mục bất mỹ, tức là 10 đề mục tử thi à, để cho những người mà tu tập tu quán về cái tử thi để mà từ bỏ cái luyến ái tham dục về cái xác thân ha, đó là mà 10 đề mục bất mỹ. Rồi số 4 là 4 đề mục phạm trú, 4 đề mục phạm trú. Chứ gì nữa, cứ viết xong đi rồi học sao, chứ gì nữa, viết xong 40 đề mục này cái đã. Bốn đề mục phạm trú, phạm chứ phải tâm trú, bốn đề mục phạm trú. Hai chấm, bốn đề mục phạm trú hai chấm, từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả đó là bốn đề mục phạm trú. Rồi đây, phần số 5, số 5 một đề mục quán tưởng vật thực, một đề mục quán tưởng vật thực bất tịnh, một đề mục quán tưởng vật thực bất tịnh.
Số 5 là 111, quán tưởng vật thực bất tịnh. À, hai câu ấy. Một đại là báo, số 7 là 4, một tưởng niệm hay nó kêu là tùy niệm, tùy niệm. À, lại cho cái này kỳ kỳ quá. Nghe nó gọi là tùy niệm. À, 10 đại mục, số 1 là nhóm thứ nhất là 10 đại mục tưởng niệm, tức là niệm ơn Đức Phật, niệm ơn Đức Pháp, niệm ơn Đức Tăng, niệm về giới, niệm về thí, niệm về chữ thiên, niệm về niết bàn, niệm về sự chết, niệm về thân 32, tức là thân 32 tức là 32 cái thể trược của thân á, tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mủ vân vân, rồi niệm hơi thở, đó là 10 cái đề mục tưởng niệm và nằm thuộc về phần thiền chỉ đó, là chúng ta tập về cái những cái đề mục này. Đây là chúng ta học để biết sơ khởi thôi, rồi từ từ đi vô sâu sao đó. Rồi cái nhóm thứ hai là 10 đề mục kasina, là một kia là thường thường kia là một kasina, là đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng ánh sáng và hư không, tức là 10 đề mục này để luyện để mà tu về thiền chỉ, có thể đắc được từ sơ thiền cho tới ngũ thiền ha, đó là 10 đề mục kasina. Rồi nhóm thứ ba là 10 đề mục bất mỹ, một bất mỹ là asufa, su phá. Mười là một bất mỹ là asufa, tức là thuộc về là một tử thi đó, tử thi. Asufa tức là mười là một này để mà thì đó, vậy cái viết lấy tiếng Việt đi cũng được, không sao đâu, đại khái đi. Đó, tức là 10 đề mục bất mỹ này thuộc về đề mục tử thi, tức là nói về những cái tử thi mà bị phình trướng, tử thi xanh bầm, tử thi bị chảy nước vàng, tử thi bị bể nứt, bị thú ăn, bị phân lìa, rồi rã rời, chảy máu, bị sâu đục, ha, cuối cùng còn lại cái bộ xương. Ha. Thì những cái 10 tử thi, 10 cái đề mục này là những vị ngày xưa thôi, chứ bây giờ thì chúng ta khó, không có tu tập được cái này. Giờ thì... không có chỗ, không có những cái tử thi để mà tu tập quán sát, cho nên 11 này coi như là chỉ để lại cho hồi xưa thôi. Rồi cái thứ nhóm thứ tư là nói về 4 đề mục phạm trú. Phạm trú là từ bi hỷ xả, là 4 đề mục phạm trú, tu tập về tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, đó là nhóm thứ tư, là 4 đề mục phạm trú. Rồi cái nhóm thứ năm là 1 đề mục quán tưởng vật thực, tức là 1 đề mục quán tưởng về vật thực bất tịnh. Những cái đề mục này là khi mình ăn uống phải quán tưởng về vật thực, nó thuộc về bất tịnh, như thế nào đó thì mình học sao.
Rồi nhóm thứ sáu là một đề mục phân tích tứ đại, một đề mục phân tích về tứ đại đất nước lửa gió, một đề mục phân tích tứ đại. Rồi số 7 là bốn đề mục thiền vô sắc, bốn đề mục thiền vô sắc, tức là bốn cái đề mục để mà tu đắc thiền, tu về thiền vô sắc, không vô biên xứ thức, vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ, đó là bốn đề mục thiền vô sắc. Thì tổng gom lại bảy cái nhóm này có tất cả là 40, thì 40 cái đề mục này nè để mà tu tập về thiền định. Chúng ta biết là 40 đề mục thiền nó là gồm như vậy, có bảy nhóm, phân ra được bảy nhóm như vậy. Rồi là mình biết sơ sơ về cái 40 đề mục thiền, thiền nó gồm những diện gì ha, để nắm được cái cơ bản của nó. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu đi vào cái đề mục thích hợp tâm tánh. Đó là 40 đề mục trên đây nè, những đề mục nào thích hợp tâm tánh nào, thì chúng ta bắt đầu học về cái đề mục thích hợp tâm tánh. Đề mục thích, đề mục thiền thích hợp tâm tánh, ghi nguyên câu luôn, đề mục thiền thích hợp tâm tánh. Đề mục thiền thích hợp tâm tánh, hỏi xong phải ghi lên cho Nguyễn rồi. Đề mục thiền thích hợp tâm tánh, đó là cái chủ đề của nó, đề mục thiền thích hợp tâm tánh. Nghe được chưa, đề mục thiền thích hợp tâm tánh. Đúng rồi, là cái chủ đề chính. Rồi xuống dòng mình gạch đầu dòng nữa ha, tánh tham. 10 đề mục bất mỹ cộng niệm thân 32. Tánh tham là 10 đề mục bất mỹ cộng niệm thân 32. Tức là nhất cái tham nó làm cho tánh tham được giảm thiểu, càng ngày càng giảm thiểu, thì nên tu 10 đề mục bất mỹ, tức là 10 đề mục về cái tử thi này đó. Hoặc là mình tu về niệm, về niệm thân 32, tức là niệm về thể trước, niệm về 32 thể trước của thân này. Thì mình tu như vậy một thời gian cái tánh tham nó được giảm thiểu, cũng rất là tốt đẹp, rất là lợi ích trong cái vấn đề tu tập của mình, nó hỗ trợ trên con đường mà để mà thành tựu đạo quả ha. Rồi tới tánh sân, tánh sân hai chấm. Tính sân tứ vô lượng tâm cộng ba ca si ná cộng ba ca si ná đất nước gió mở ngoặc trừ lửa. Tính sân thì tứ vô lượng tâm cộng ba ca si ná đất nước gió mở ngoặc trừ lửa. Đúng rồi, khi mà người mà có nặng về cái tánh sân á, tức là người mà cái tánh nóng nảy sân hận bột chọc cái đó, thì khi mà đi vào con đường tu tập á, thì phải nên tu tập về cái tứ vô lượng tâm nhiều vô, nhất là về tâm tư, tức là phải tu tập từ thường xuyên mỗi một ngày tu tập tâm tư như vậy, thì nó làm cho cái tánh sân mình nó càng ngày nó càng dịu bớt,
nhẹ nhàng bớt, nó mát mẻ bớt. Bởi vì tâm từ là tâm làm cho con cái tâm tánh của con người ta được mát mẻ, bớt đi cái tánh sân. Rồi tiếp theo là ba cái kasina. Nếu mình tu về kasina thì mình chỉ tu được đất, nước và gió thôi. Lửa thì tu không được, bởi vì lửa là thuộc về quả ha, nó nóng ha. Mình tu mình đã là sân rồi, mình còn tu lửa nữa thì là mình tiêu luôn ha, nó bốc quả luôn, nên là phải bỏ cái lửa ra, chỉ tu về đất hoặc là tu về nước hoặc là tu về gió. Như vậy thì được, những cái kasina này thì tu được. Cho nên là tánh sân thì chỉ thích hợp với tứ vườn tâm và ba kasina đất nước gió. Rồi tánh si, tánh si thì hơi thở, tánh si thì lấy được một hơi thở. Si thì người ta có tánh si thì sử dụng cái này một hơi thở, quán sát hơi thở, niệm hơi thở, niệm số tức quan, đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, là niệm từ từ cho cái tâm nó thức tỉnh trở lại ha, còn nó bớt đi cái si mê. Thực ra cái đề mục hơi thở này là thích hợp cho tất cả các tánh, tánh nào cũng tập đề mục hơi thở được hết, bởi vì hơi thở là cái đề mục coi như là mình đề mục rất là quan trọng. Ngay cả về thiền quán cũng dùng đề mục hơi thở, chính từ hơi thở này có thể đắc được thiền chỉ mà cũng có thể đắc được thiền quán. Đó là cái này rất là quan trọng trong cái vấn đề tu tập. Ở đây là chỉ nói riêng về cái vấn đề tánh si thì nên tập hơi thở nó tốt nhất. Rồi cái tánh tính, xuống dòng là tánh tính, tính tính có niềm tin, người nặng về niềm tin, tính tính. Tu về sáu đề mục tùy niệm, sáu đề mục tùy niệm, bỏ mặc Phật pháp thí giới thiên, đó là sáu cái đề mục tùy niệm Phật pháp tăng thí giới thiên, đó là hợp với người có tánh tính. Người có tánh tính thì những người rất là thích tu tập về những đề mục này, là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm về tí giới thiên, nó hợp với người có tánh tính. Đúng rồi, sáu đề mục tùy niệm Phật pháp tăng thí giới thiên. Thì duy nhất là người nữ hay có những cái tánh mà nặng về niềm tin nhiều thì thích hợp cho đề mục, ví dụ niệm Phật, niệm A-la-hán nha, hoặc là niệm pháp, niệm tăng, niệm thí giới thiên, tùy theo cái mình tập ha. Thì trong sáu đề mục này là hợp hết cho những người có tánh tính. Rồi về tánh giác và tánh mà trí tuệ đó, tánh giác, niệm về tánh giác đó, thì niệm về sự chết, tánh giác niệm về sự chết, niết bàn, vật thực và tứ đại. Niệm về sự chết, niết bàn, vật thực và tứ đại, đó là hợp với tánh giác. Niết bàn, vật thực chứ không phải sự thật. Vật thực, vật thực là thức ăn ấy. Vật thực bất tịnh đó. Sự chết, niết bàn, vật thực và tứ đại. Những người mà có tánh tánh thiên về trí tuệ thì thường thì nên niệm về những cái này. Nó suy, nó thiên về trí tuệ, thiên về sự suy xét, sự quán sát. Sự chết, niết bàn, vật thực, bỏ cái sự thật đi ha, vật thực và tứ đại. Và đúng rồi. Rồi, tất cả đề mục còn lại đó, tức là ngoài trừ hết mấy cái đề mục ra, tất cả những đề mục còn lại hợp với tất cả các bản thân. Tất cả đề mục còn lại hợp với tất cả những bản thân. Trừ những cái đề mục mình đã ghi ra đó thì mình liệt kê lại 30 40 cái đề mục thiền đó mình liệt kê lại ha.
trừ ra. Rồi, đúng rồi. Rồi, ok không? Rồi, học kịp không? Kịp không? Em đi từ từ nha, chậm quá rồi ha. Thằng Nguyên Trang ghi kịp không? Rồi, ghi kịp rồi, lát la làng nữa. Ok, đó là mình học xong về những cái tánh mà nó học với những cái đề mục tu tập thiền định. Và bây giờ mình qua tới cái phương pháp là cách tu đạt. Cách tu đạt tức là cách tu để mà chứng đạt đạt. Rồi đề mục hành thiền. Cũng dòng á, đề mục hành thiền là chữ Kamma để viết trên đây nè. Kamma Kamma đề mục hành thiền. Chữ Kamatthana có nghĩa là những đề tài để hành thiền hay là những đề mục để mà hành thiền à, tức là những cái đề mục nãy mình đã học ở trên đó thì những cái đề mục để ứng dụng vào trong cái hành thiền để mà chứng đạt. Thì giờ mình lấy một cái đề mục làm mẫu để mình học thôi, rồi những cái kia thì mình ai muốn nghiên cứu thêm đó, thì mình sẽ hay là lật thành tịnh đạo ra hay những sách về thiền định để mình nghiên cứu ha, thì mình lấy một cái đề mục tiêu chuẩn để học hôm nay. Thì bây giờ mình lấy đề mục Kasina đất, đề mục Kasina đất. Thấy một một casino đó rồi dòng cả dòng á mà chuẩn bị tướng, chuẩn bị tướng hay mở ngoặc sơ tướng rồi, chữ Bali này ra Parikhamanimitta là chuẩn bị tướng hay là sơ tướng à, thì khi chuẩn bị tướng sơ tướng này tức là bây giờ mình lấy một hình tròn, làm một hình tròn đất sét đó, lấy một cái đất sét mình nắn một cái hình tròn khoảng chừng gang tay ha, khoảng gang tay của mình đó à, hai tấc ha, trong tiếng Việt à, khoảng hình tròn khoảng gang tay à, nó có cái màu hồng, màu đất, hồng đất đó, đất sét đó. Thì mình lấy cái đất mình làm mình nắng mình đập về mình làm cho nó tròn bằng cái gang tay đó, rồi mình trét cho nó bằng láng tròn rồi bằng láng cho nó thành một cái giống như một cái đề mục để mà mình tu tập. Trước tiên là phải có cái đối tượng đó để mà tu tập đó, thì cái đối tượng này là một cái cục đất mà nắng đập dẹp nắng làm cho tròn chuẩn bị cho nó đâu đó đàng hoàng ha, trét cho nó bằng láng sạch sẽ à, thì cái này á, thì được gọi là chuẩn bị tướng hay sơ tướng Parikhamanimitta Nimitta ha, chữ thiếu chữ y này Nimitta đúng rồi, thiếu thiếu nhảy đi Parikhamanimitta đó là chuẩn bị tướng. Rồi khi mà chuẩn bị tướng xong xuôi mình tiếp theo đến là thô tướng, tiếp theo đó gọi là thô tướng thì là thô thô tướng Udganimitta thô tướng. Đúng rồi, xa đó bắt đầu tới đó là cái từ cái bắt đầu mình chuẩn bị cái đất sét này, chuẩn bị tướng mình có cái đất sét xong rồi mình để
một cái khoảng cách xa trước mặt mình đó, khoảng chừng vừa đủ để mà mình ngồi mình nhìn được, ngồi nhìn được. Thì lúc đó ngồi xếp bằng ngay ngắn đâu đó, ngồi mình nhìn đối tượng đó, nhìn cái cục đất đó, nó xét đó, nhìn cái đó mình chăm chú vô, nhìn nằm nhìn đất sét này, niệm niệm đất 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 đất, niệm cái đất sét đó, chăm chú tập trung nhìn luyện mỗi ngày đó, tập nhìn cho đến khi nào mà mình nhắm mắt lại, nhắm mắt lại mà vẫn có thấy một hình tròn sáng hiện ra trong đầu nó, là khi mình nhắm mắt lại mình nữa mà nó vẫn hiện ra một cái vòng tròn sáng, trong đầu nó hiện ra vòng tròn sáng như vậy, nhưng mà nó vẫn còn thô sơ, nó vẫn còn thô tướng, tức là nó còn thấy những cái vết dọc ngang tréo rồi sọc sạch của đất. Thì như vậy được gọi là thô tướng, tức là lấy cái sơ tướng để mà tập, ngồi nhìn vào đó để mình niệm niệm, rồi mở mắt niệm niệm cho tới khi nào mình nhắm mắt lại mình niệm, mà nó vẫn hiện lên nguyên vòng tròn sáng, hiện ra một nguyên vòng tròn sáng, nhưng mà nó vẫn còn thô, là vẫn còn thấy cái sập sập của đất, cái sự lồi lõm của đất. Thì như vậy được gọi là thô tướng, Udghanimitta, gọi là thô tướng. Đúng chưa? Chăm chấm mà nhắm mắt lại, nhìn xem là nhắm mắt lại mà vẫn thấy, vẫn hiện ra trong đầu mình, trước mặt mình cái vòng tròn sáng như vậy đó, nhưng mà cái vòng này nó còn thô. Thì như vậy gọi là, thì mình bước vào trong cái phần thứ hai là thô tướng. Tôi nhớ tôi đọc cái có một phần sách, một chú giải nào đó của bên Tây Tạng, người ta cũng tập, nhưng mà người ta không không biết, không hiểu sao người ta không lấy theo những cái phương cách mà Đức Phật dạy mà họ tự chế ra, họ không có niệm đất như vậy, họ lấy miếng giấy, cắt miếng giấy hình vuông, màu vàng, màu xanh, màu đỏ gì đó, các màu dán lên tường, họ ngồi nhìn, họ nhìn tờ giấy đó, nhìn cho khi nhắm mắt lại đấy tờ giấy hiện ra như vậy đó, không biết lý do tại sao họ không theo đúng giáo pháp mà họ tự chế ra vậy, đây cũng là vấn đề. Rồi như vậy là cái thô tướng là khi mình dùng cái đề mục đất mình nhìn, nhắm mắt lại thấy một tròn sáng mà nó vẫn còn thô nha, phải thêm chữ này nữa, nó vẫn còn thô tướng, nó vẫn còn bị sọc, bị hang hố, rồi còn bị thô thiển, thì mới gọi là thô tướng. Đúng chưa? Vẫn còn thô tướng. Rồi tới tiếp theo là quang tướng, bà tích bà gái ni mít ta này ghi này, bà là quang tướng, bà và Tifa Ganimitta quang tướng. Xà thú sẽ viết được tiếng Bali hay quá nè, ba đi pha cái anh tá kìa, ngon lành. Đó là quan tướng, tức là cũng từ cái thô tướng này, từ cái thô tướng này với cái đối tượng thô tướng này đó, mình chuyên chú định tâm trên cái đó, định tâm trên cái thô tướng đó cho tới khi nào mà nó trở thành quan tướng, tức là nó trở thành một vòng tròn sáng sáng rực mà không còn tì vết. Thì như vậy được gọi là quang tướng, tức là lấy cái đề mục thô tướng đó, cái niệm và niệm quán niệm cái vòng tròn đó, tập trung trên cái vòng tròn nó sáng, là niệm cho tới khi nào mà nó trở thành trong sáng,
nó sáng rực như mặt trăng mà không còn dấu vết ha. Nó sáng như vậy, nó không có tì vết nữa, thì như vậy được gọi là quang tướng. Và lúc đó trong chú giải người ta nói là lúc đó là mình đã tiến vào được cận định à, như vậy, tức là khi mà mình đã có được cái quang tướng nó xuất hiện cách rõ rệt, cách trong sáng như vậy đó, là tâm mình nó đi vào cận định rồi à, lúc này là mình đã vào được cận định à, thì phải đi qua những cái giai đoạn thứ tự tuần tự tiến như vậy. Nên nhớ là khi vào được quang tướng tức là chúng ta đã đi tới cận định. Rồi khi mà vô được quang tướng rồi đó à, mình tới tiếp tục thêm một cái giai đoạn nữa à, được gọi là đắc sơ thiền à, đắc sơ thiền mình học chữ đắc sơ thiền đúng không? Chà ná đó, đắc sơ thiền. À, tức là cũng từ từ bắt đầu từ cái quang tướng nè, tức là từ cái ba tiết pha gá ni mít tá đó, từ cái quang tướng đó à, tu tập tập trung tư tưởng quay gom tâm trên đối tượng, tiếp tục định tâm liên tục trên đó cho đến khi nào chúng ta đắc được sơ thiền, tức là đắc được khởi lên một cái à, sắc là tâm, đắc được sơ thiền à, khắc chế được năm cái triền cái à, nó khắc chế được năm triền cái dục ái sân hận hôn trầm thiện viên trạo hối và nghi, nó khắc chế được năm triền cái thì lúc đó chúng ta đắc được sơ thiền. Mà khi nào khắc chế được năm triền cái mới đắc được sơ thiền nha, chưa có khắc chế được cái này thì không gọi là đắc sơ thiền à, cho nên có nhiều người nè không biết tu tới đâu mà cứ nói mình đắc được sơ thiền nhị thiền tam thiền, nó nghe thấy sợ quá à, hay chà xuống à, thì khi mình đắc sơ thiền đó là mình tập trung trên cái quan tướng, tiếp tục tập trung tối đa trong quan tướng cho tới khi nào tâm mình đắc được sơ thiền, khắc chế được năm triền cái à, nên nhớ là vấn đề này rất là quan trọng ha. Mình mà biết rõ như vậy đó thì khi mình tu tập mình đắc hay không đắc thì mình biết à, mình biết liền ha, chứ không có kiểu mà à, tưởng tượng như tưởng voi ha. Rồi ghi tiếp đi cho Nguyễn, ghi tiếp cho rõ đi, cắt được năm triền cái, cắt chế được năm triền cái đúng rồi. Ok xa thứ, xa thứ ha. Rồi bây giờ mình ghi ra cái lộ trình diễn tiến của thiền à, cũng như dựa trên cái đó mình ghi lại một từng phần cho nó rõ ràng, lộ trình diễn tiến của thiền. Rồi xuống dòng gạch lại dòng phá quan gá đó là hộ kiếp, hộ kiếp dứt dòng hay là hộ kiếp dừng lại đó, hộ kiếp dứt dòng là cái tâm hộ kiếp của mình nó tới cái sát na dứt dòng vần gá phải gần vần gá phá quần gá, phá quần gá chứ mà chỉ gần phá thì viết lộn lại, phá quần gá, phá quần gá nó sẽ là vậy à, là hậu kiếp à, hậu kiếp là phá quần gá đó à, khi mà hậu kiếp này nó dứt dòng thì xuống dòng mình gạch tiếp là dòng là ý môn hướng tâm khởi lên, ý môn hướng tâm khởi lên với đối tượng là quang tướng, ý môn hướng tâm khởi lên với đối tượng là quang tướng và tí pha gái ni mít tá ý môn hướng tâm khởi lên với đối tượng là quang tướng, cái quang tướng nãy mình học đó cái vòng tròn sáng không tì vết đó.
thì khi họ kiếp dòng thì ý môn hướng tâm khởi lên, thì ở đây lộ thiền người, người chứng đắc thiền là nó thuộc về lộ ý môn, lộ ý nó không có qua cái lộ ngũ, tức là không có qua lộ mắt tai mũi lưỡi thân nữa, mà nó phải qua lộ ý mới đắc được thiền. Đạo quả cũng vậy, phải lộ ý, tức là thuộc về lộ ý môn. Đó là những điều chúng ta phải để ý. Ý môn khởi lên với đối tượng là quan tướng. À, rồi xuống dòng mình gặp được dòng. Tiếp đến là tốc hành tâm. Ở chỗ thì là tiếp đến là động tốc. Động tốc nha. Động tốc là Chavana. Tiếp đến là động tốc. Đến là động tốc. Bắt đầu với hai chấm. Chuẩn bị, chuẩn bị phải là sáng nay chuẩn bị đó, phải cận hành, phải thuận thứ. Thuận thứ à, tiếp đó là chuyển tập, chuyển tập hay là chuyển tánh, chuyển tánh chuyển tập tập chứ là tập. Chuyển tập tức là bây giờ chuyển, chuyển tập tập dòng, dòng tập dòng, tập dòng họ đó, chuyển tập chuyển tánh và tánh. Rồi tức là ở đây là từ cái động tốc này nó tức là bắt đầu với chuẩn bị sát na tâm, chuẩn bị nó sanh lên cận hành, sát na cận hành hai sát na này sanh lên chuẩn bị cận hành, rồi tới là thuận thứ là bắt đầu nó thuận theo chiều mà để mà đi đến cái thiền định. Chính cái giai đoạn này mới là giai đoạn quan trọng ha, là chuẩn bị cận hành thuận thứ rồi mới chuyển tánh hay là chuyển tộc, tức là nó chuyển từ dục giới nó chuyển sang sắc giới, tức là chuyển qua cái tộc khác, chuyển qua một cái tánh khác. Thì như vậy từ cái chuyển tộc đi ngược lại, chuyển tộc thuận thứ cận về chuẩn bị cận hành đó, rồi chuyển tộc thuận hành thì thuộc về dục giới. Mà để tức là từ cái chuyển tộc đi ngược lại, chuyển tộc thuận thứ cận hành chuẩn bị, thì những cái sát na động tác này nó thuộc về dục giới, thuộc về dục giới tánh. Rồi sau cái này đó, sau cái mà chuyển tập này đó, sau cái chuyển tánh này đó, bắt đầu bước vào an chỉ, tức là sau chuyển tánh, dòng gạch dòng cái sau chuyển tánh, sau cái chuyển tập bước vào an chỉ, bước vào an chỉ thuộc về sắc giới, bước vào an chỉ thuộc về sắc giới, tức là bước vào định, bước vào sắc là định thuộc về sắc giới. Sau chuyển tánh bước vào an chỉ thuộc về sắc giới, tức là lúc này là chuyển cái tánh mình qua một, qua một cái tánh thuộc về sắc giới, tức là lúc này là đắc được sơ thiền. Đây là an chỉ, đây có nghĩa là đắc định, đắc được cái sơ thiền sắc giới. Mà đắc được sơ thiền này thì năm chi thiền nó đều có mặt, năm chi thiền đều có mặt là
tầm tứ phỉ lạc định là năm chi tiền có mặt, tức là gồm bước vào cái định được năm sát na này, là sát na cuối cùng này, là sát na an chỉ này là nó qua một cái tộc khác rồi, nó qua một cái thuộc về sắc giới. Trước đó thì nó thuộc về dục giới. Thì lúc này là năm chi tiền có mặt, tầm tứ phỉ lạc định có mặt. Thì như vậy sự diễn tiến của cái lộ trình tâm của thiền á, thì mình sẽ ghi liên tục như vậy. Và ghi liên tục đó là hộ kiếp dứt dòng, khả nghi môn, hộ kiếp dứt dòng, khả nghi môn, chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tập và định, đọc và định hay là an chỉ. Hộ kiếp dứt dòng, chuẩn khả nghi môn hay là ngũ môn tâm á, chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển động và an chỉ. Môn chuẩn bị cận hành thuận thứ chuyển động an chỉ đó, khi nào mình vô được cái dòng tâm thức cái gì nó chuyển về đó thì lúc đó chúng ta đắc được sơ thiền. Thì lúc này là cái tâm mình là thành tựu được cái gọi là chứng đắc được sơ thiền. Quý vị nắm được mà, alo, dễ hiểu không, cái này có dễ hiểu không? Thì cũng đâu có gì đó ha, thì cũng lấy cái đề mục đất cái nãy mình tu tập thì nó tới mức độ thành tựu được cái đắc được cái có được quan tướng, xong từ đó mới tu tập để mà chứng đắc được cái sơ thiền. Thì cái lộ tâm nó sẽ đi vào cái chiều hướng là như vậy, tức là ngũ môn hướng tâm, rồi sát na chuẩn bị, cận hành tuần thứ chuyển tập và an chỉ định. Thì đó là khi mà được như vậy là chúng ta đã chứng đắc được sơ thiền rồi. Khi mình đắc được sơ thiền nó chỉ một sát na sơ thiền nó sẽ lên ha, sát na đắc sơ thiền sẽ lên là diệt rồi. Như vậy đó, khi mà đắc được sơ thiền vậy đó, rồi chúng ta sẽ đánh dấu một cái hoa thị ha, phải tu phải phải nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền liên tục cho đến khi mà đạt được kiên cố định trong ngày. Muốn được có sơ thiền vững chắc là phải tu tập lặp đi lặp lại liên tục, tức là phải nhập sức liên tục, nhập sức cho đến khi đạt được kiên cố định, tức là ngồi thiền yên bất động trong vòng 7 ngày thì được gọi là đạt kiên cố định. Qua thị rồi dòng cái này nhập xuất cho đến khi đạt kiên cố định 7 ngày. Tức là vậy, tức là có dừng hiểu lộn này, tức là khi mà mình đắc được sơ thiền xong á, là mình phải tu tập cái sơ thiền này, nhập vô sơ thiền, rồi mình xuất sơ thiền, nhập sơ thiền, xuất sơ thiền, tức là mình tập đi tập lại liên tục vậy đó. Rồi tới một ngày đó mình thuần thục rồi đó. Khi nào mình thuần thục rồi, mình ngồi nhập tư là nhập thiền luôn, rồi nhập vô đại định đó, nhập vô định luôn á. Nhập vô đại định trong vòng 7 ngày, ngồi liên tục bất động trong vòng 7 ngày gọi là kiên cố định. Thì như vậy là người mà đắc sơ thiền phải có thể ngồi yên bất động nhập 7 ngày liên tục. Và khi một người mà nhập vô đắc được sơ thiền rồi, nhập được kiên cố định rồi đó, không có bất kỳ một cái gì có thể xâm hại được cái thân người đó.
À, giờ có lấy búa đập con dòi ra được lửa đốt cũng không ảnh hưởng tới. À, đây là một cái kêu binh mà tàu kêu là gì, là nội lực nội công thâm hậu ha. Mà có một cái lực mà, nó giống như hào quang nó bao che cái luồng khí điện nó bao che xung quanh thân. À, người đắc được kiên cố định là như vậy. Rồi xuống dòng đánh hòa thiện nữa, năm giác quan của vị này ngưng hoạt động tạm thời, năm giác quan ngưng hoạt động tạm thời. Ai như vậy, năm giác quan ngưng hoạt động tạm thời, đúng rồi. Tức là khi một người mà nhập vô được kiên cố định rồi thì cái năm cái giác quan này nó mắt tai mũi lưỡi thân là nó ngưng, nó không còn hoạt động nữa. À, cho nên người này không có còn nghe âm thanh, không có còn ngửi được mùi, không có còn là xúc chạm được cái vật gì hết, là bất cứ gì đụng hay là gì đó, những giác quan này nó không còn cảm giác nữa. À, người này đang an trú trong cái gọi là thiên cố định. À, cho nên năm cái giác quan ngưng không hoạt động. À, rồi xuống dòng gạch đầu dòng cái nữa, chấm và thị cái nữa, năm triền cái cũng tạm ngưng, năm triền cái cũng tạm ngưng. Tham dục cái, sân độc cái, trạo hối cái, hoài nghi cái, gì nữa qua rồi, tham sân hôn thụy trạo hối hoài nghi, năm cái triền cái này cũng tạm ngưng. À, nên nhớ là nó chỉ tạm ngưng thôi nha. À, chứ nó không phải là dứt dứt trừ. À, cho nên 50 triền cái này nó chỉ tạm ngưng tạm thời, ngưng tạm thời. Nhưng mà khi xả thiền ra thì nó cũng sẽ trở lại như cũ. À, nếu có điều kiện tới nó cũng bộc phát lại như cũ. Thì như vậy 5 triền cái tạm ngưng trong lúc bị nó nhập vào cái thiền cố định. Rồi tiếp theo chấm nữa là lấy cùng một quan tướng, lấy cùng cái quan tướng nãy đó, quan tướng là cái dòng tròn sáng, là tịnh hảo đó, dòng tròn sáng mà trong suốt đó. Lấy cùng cái quan tướng đó để tu tiến lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. À, ví dụ như từ cái người đắc sơ thiền rồi đó, người ta muốn lên nhị thiền, tam tứ thiền, ngũ thiền đó, thì cũng lấy cái đề mục là quan tướng. Để tu lên nhị tam tứ ngũ. À, đúng rồi, đó là những cái điều mình cần phải biết như vậy ha. Rồi về cái dòng mình ghi năm tầng thiền sắc giới, năm tầng thiền sắc giới. Một, một sơ thiền, hai chấm, tầm tứ phỉ lạc định. Sơ thiền có năm chi, tầm tứ phỉ lạc định, một sơ thiền, hai chấm, tầm tứ phỉ lạc định. Nhị thiền tứ phỉ lạc định. À, tức là nó bỏ cái gì tầm ra, nhị thiền tứ phỉ lạc định. Rồi tam thiền, số 3 là tam thiền, phỉ lạc định. Tam thiền, phỉ lạc định. Rồi, số 4, tứ thiền, lạc định.
Rồi, số 5 là ngũ thiền, là xả và định. Ngũ thiền, xả, định. Rồi, thông qua năm cái tầng thiền sắc giới này chúng ta thấy á, càng lên cao á, thì nó càng bỏ bớt những cái chi thiền. Những cái càng lên cao thì nó càng tinh tế, thì càng tinh tế thì càng phải bỏ bớt những cái thô, những cái chi thô, chẳng hạn như tầm tứ phí lạc định thì lên nhị thiền thì bỏ bớt cái tầm, nó còn thô tháo, còn phải tầm này kia nó còn lên tới nhị thiền là đã thuần thục rồi thì không cần tầm nữa, bước vô là tứ phí lạc định liền. Rồi tam thiền về bỏ bớt cái tứ luôn, chỉ lấy phỉ lạc định. Rồi tứ thiền bỏ phỉ luôn, ở hỷ còn có thô tháo bỏ luôn, lấy lạc định thôi. Rồi tới ngũ thiền thì lạc cũng còn thô tháo bỏ luôn, thì cuối cùng là chỉ còn định và xả thôi. Thì như vậy chúng ta thấy rằng mỗi một cái tầng thiền nó càng ngày thì cái sự tinh tế nó càng cao, giống như mình học cái gì vậy, thì cái đó mức đầu mình học đó thì mình còn phải đủ thứ chuyện ha, phải lo lắng đủ thứ, phải tập trung, phải nặng nề ha, nhưng mà học từ từ cái thấm nhuần cái giỏi, từ cái càng giỏi thì cái tâm mình nó càng nhạy bén, càng tinh tế hơn, thì nó dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn. Thì đó là cái năm cái tầng thiền sắc giới, chúng ta được biết là sơ nhị tam tứ thiền. Nhưng mà trong kinh đó, trong kinh Đức Phật giảng thì Đức Phật chỉ không có nói năm tầng thiền, mà Đức Phật chỉ nói bốn tầng thôi cũng đủ rồi, bốn tầng thiền thôi, sơ nhị tam tứ thôi. Tức là sơ với nhị là nhập vô chung, là lên tam tứ là đủ bốn vị thiền thôi. Thì bây giờ chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe cái phần chánh kinh mà Đức Phật nói về sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền ha. Về sơ thiền, trong kinh Đức Phật nói là sơ thiền: khi quán tự thân đã xả ly năm thiền cái ấy, hân hoan sanh, do hân hoan nên hỷ sanh, do tâm hoan hỷ thân được khinh an, do thân khinh an lạc thọ sanh, do lạc thọ tâm được định tĩnh. Tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm tứ, tức là với chỉ đầu tầm tứ. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Đó là sơ thiền. Rồi Đức Phật nói tiếp: này đại vương, tức là lúc đó nói với vua A Xà Thế đó, như một người hầu tắm lão luyện hay người đệ tử người hầu tắm, sau khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột ấy được thấm nhuần nước ướt, nhào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. Đó là về sơ thiền. Rồi nhị thiền. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ấy diệt tầm tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Tỷ kheo ấy thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như hồ nước, nước tự trong dâng lên, phương đông không có lỗ nước chảy ra, phương tây không có lỗ nước chảy ra, phương bắc không có lỗ nước chảy ra, phương nam không có lỗ nước chảy ra, và thỉnh thoảng trời lại mưa lớn. Suối nước mát từ hồ nước ấy phun ra, thấm nhuần, tẩm ướt,
làm cho sung mãn, tràn đầy hồ nước ấy với nước mát lạnh. Không một chỗ nào của hồ nước ấy không được nước mát lạnh thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với hỷ lạc do định sanh. Không một chỗ nào trên toàn thân không được hỷ lạc do định sanh ấy thấm nhuần. Đó là nhị thiền. Rồi tam thiền. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng vạn trú thiền thứ ba. Tỷ kheo thấm nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hết. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như hồ sen xanh, hồ sen hồng, hồ sen trắng, có những sen xanh, sen hồng, sen trắng, những bông sen ấy xanh trong nước, lớn lên trong nước, không vượt khỏi nước, nuôi sống dưới nước, từ đầu ngọn cho đến gốc rễ đều thấm nhuần tẩm ướt, đầy tràn thấu suốt bởi nước mát lạnh ấy. Không một chỗ nào của toàn thể sen xanh, sen hồng hay sen trắng được nước mát ấy lạnh ấy thấm nhuần. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần tẩm ướt, làm cho sung mãn, tràn đầy thân mình với lạc thọ không có hỷ ấy. Không một chỗ nào trên toàn thân không được lạc thọ không có hỷ ấy thấm nhuần. Đó là tam thiền. Rồi cuối là tứ thiền. Phật mới giảng cho ông vua nghe tứ thiền. Lại nữa, này đại vương, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu đã cảm thọ trước, chứng và trú vào thiền thứ tư. Không khổ không lạc, xả niệm thanh định, tỷ kheo ấy thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. Này đại vương, ví như một người ngồi dùng tấm vải trắng trùm đầu, không một chỗ nào trên toàn thân không được vải trắng ấy che thấu. Cũng vậy, này đại vương, tỷ kheo thấm nhuần toàn thân mình với tâm thuần tịnh trong sáng. Không một chỗ nào trên toàn thân không được tâm thuần tịnh trong sáng ấy thấm nhuần. À, đó là bốn cái tầng thiên mà Đức Phật thuyết cho ông vua Sa Thế như vậy. Đó là chúng ta đã học sơ lược về những cái tầng thiên, nó có những cái chi phần như vậy, rất là đặc biệt, chứ không phải là thì chỉ là thường nhau việc, rất là cao, rất là thâm sâu. Rồi quý vị, alo, còn nghe không ạ? Rõ không? Rồi, ok. Bây giờ là học xong cái phần những cái chi thiền ha, những cái thiền. Rồi chúng ta thêm một phần nữa là chúng ta học về phạm trú. Cái này mục chính là phạm trú, hay là tứ vô lượng tâm, phạm trú hay tứ vô lượng tâm. Phạm trú. Phạm trú là Brahma quý hà đó. Là phạm trú. Chữ Brahma là ý nghĩa cái chữ Brahma này là cao thượng, là cao nhã. Cái chữ Brahma Chariya là lối sống phẩm hạnh, hay lối sống cao thượng, hay là một cái lối sống đầy đủ phẩm hạnh cao nhã. Còn cái chữ Vihara có nghĩa là phương thức, hay là trạng thái phẩm hạnh, hay là trạng thái của một cuộc sống. Thì như vậy Brahma Vihara
trạng thái phẩm hạnh, trạng thái phẩm hạnh không có giới hạn vô lượng, trải khắp tất cả chúng sanh, thì mới được gọi là vô lượng tâm phạm trú. Nhưng mà nó là như vậy. Rồi trong cái tứ vô lượng tâm, cái thứ nhất là tâm từ, gạch đầu dòng. Rồi đúng rồi, trạng thái cao thượng, trạng thái của phẩm hạnh. Một là tâm từ, từ chữ metta, ta là tâm từ. Đó thì mình học ai mình cũng biết là tâm từ ha. Bây giờ tâm từ dòng mình gặp đầu dòng ý nghĩa ý nghĩa ý nghĩa của tâm từ có nghĩa là làm cho tâm trở nên êm dịu mát mẻ. Đó là ý nghĩa của cái tâm từ, tức là khi nào mà cái tâm mình nó trở nên êm dịu, trở nên mát mẻ thì lúc đó chúng ta có được tâm từ. Rồi làm cho tâm trở nên êm dịu mát mẻ, đúng rồi. Rồi xuống dòng, gặp đầu dòng, đó là ý nghĩa của cái tâm từ, tức là khi nào mà cái tâm mình nó trở nên êm dịu, trở nên mát mẻ thì lúc đó chúng ta có được tâm từ. Rồi làm cho tâm trực tiếp là tâm sân, tâm hận, và đối nghịch trực tiếp trực tiếp là tâm sân, tâm hận. Gián tiếp là ái dục, triều mến, yêu thương, là gián tiếp. Thì như vậy đối nghịch trực tiếp với tâm từ, tức là từ tâm mà nóng giận, tâm sân giận, tâm hận, tâm thù này kia, thì đó là đối nghịch, là kẻ thù trực tiếp của tâm từ. Nhưng mà cái kẻ thù gián tiếp đó, nó lại là một cái trạng thái tâm gần gần giống như tâm từ. Nhiều khi mình nói ái dục, mình yêu thương người này yêu thương kia là tâm từ, nhưng mà không phải. Như cha mẹ yêu thương con là tâm từ, không phải. Gián tiếp đó là ái dục, sự triều mến, sự yêu thương, nó là kẻ thù gián tiếp của tâm từ. Rồi dòng gạch ra dòng, tướng trạng là cái tướng trạng của cái tâm từ đó. Lành với ước nguyện tất cả chúng sanh luôn được an lành hạnh phúc, là lòng thành với ước nguyện tất cả chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc, luôn được an lành hạnh phúc, an vui hạnh phúc. Đó là cái tướng trạng của tâm từ, là khi nào mình có được cái lòng chân thành với ước nguyện cầu mong cho tất cả chúng sanh luôn được an vui hạnh phúc thì lúc đó cái đó là cái tướng trạng của cái tâm từ. Rồi dòng gạch đầu dòng, phận sự, tức là phận sự công việc của tâm từ đó, thực hiện từ ái bao trùm không phân biệt chúng sanh, thực hiện từ ái bao trùm phải không phân biệt chúng sanh. Tức là phận sự nó là thực hiện cái công việc mà là từ ái thương yêu tất cả chúng sanh, không có phân biệt già trẻ lớn bé nghèo hèn hay là vân vân vân. Thì cái phận sự là yêu thương tất cả không phân biệt, là tất cả coi như giống như là một, và tránh tha xa mọi cái vấn đề mà có sự làm tổn thương đến chúng sanh đó. Thì đó là phận sự của tâm tư. Rồi tiếp theo là nhân cần thiết, tức là nguyên nhân cần thiết để có tâm từ đó. Nhân cần thiết và có chúng sanh, và phải có chúng sanh mới có tu tập tâm từ được. Có chúng sanh
Bởi tâm từ là bao trùm tất cả chúng sanh mà lấy chúng sanh làm đối tượng, thì cái nhân cần thiết của tâm từ là phải có chúng sanh. Rồi xuống dòng gạch đầu dòng, đặc điểm chánh yếu. Đặc điểm chánh yếu là những cái điểm, những điểm đặc biệt chánh yếu của tâm từ là thái độ từ ái, yêu thương, không phân biệt. À, là đặc điểm chánh yếu của tâm từ. Khi nào mình có được một cái loại tâm mà từ ái, yêu thương tất cả mọi người, chúng sanh, không có sự phân biệt, thì lúc đó chúng ta có được tâm từ. À, còn khi mình yêu thương mình còn có sự phân biệt, đây là người này người thân, đây là người yêu, người thương gì của mình, thì lúc đó không phải là tâm từ. À, vì nên phân biệt cho rõ vấn đề này. À, thường thường đa số dễ bị lẫn lộn trong cái vấn đề tâm từ này ha. Rồi, tâm từ là xong ha. Rồi tới tâm bi. Tâm bi. Tâm bi. Karuna, tâm bi. Rồi. Tâm bi là ý nghĩa, xuống dòng là ý nghĩa. Và về ý nghĩa của cái tâm bi nó có một cái ý nghĩa là có sự rung động trước sự đau khổ của chúng sanh. Ý nghĩa là có sự rung động trước sự đau khổ của chúng sanh. À, thì lúc nào mình có được một cái sự rung động, có một cái sự đau khổ, có sự rung động trước sự đau khổ của chúng sanh, lúc đó chúng ta biết là về tâm bi. Đúng rồi, đó là ý nghĩa. Rồi xuống dòng đối nghịch, hai chấm đối nghịch. Trực tiếp là sự ương hèn, sự suy nhược. Trực tiếp là sự ương hèn, sự suy nhược. À, tức là người có cái tâm mà ương hèn, cái tâm yếu đuối, cái tâm suy nhược, cái tâm mà thấy sự đau khổ của người khác mà mình cũng không có cái sự mà rung động, không có sự mà yêu thương khởi tâm bi đối với người đó. À, người có cái tâm yêu ương hèn, cái tâm hèn hạ, cái tâm suy nhược ha. Đó là đối tượng là trực tiếp, là đối nghịch. Rồi gián tiếp. Gián tiếp là sự âu sầu phiền muộn. Gián tiếp là sự âu sầu phiền muộn. Tức là đối thù, là đối nghịch trực tiếp là như vậy. Còn gián tiếp chính là sự âu sầu phiền muộn. À, tức là khi mình thấy một chúng sanh bị đau khổ, tâm mình sanh phiền muộn, tâm mình sanh bức rứt ăn đau khổ này kia, là thì nó lại là một cái kẻ thù gián tiếp của cái tâm bi. À, tâm bi không phải là âu sầu phiền muộn. À, âu sầu phiền muộn thuộc về tâm sân. À, cho nên đây là gián tiếp đối nghịch với lại tâm bi. À, vậy nên để kỹ mấy này ha. Rồi xuống dòng tướng trạng. Tướng trạng của cái tâm bi là sự thương xót trước sự đau khổ của chúng sanh. Sự thương xót trước sự đau khổ của chúng sanh. À, và cái tướng trạng đây mình có nhiều người không hiểu, tưởng là nó có hình tướng, không phải, mà cái dùng chữ tướng trạng tức là trạng thái. À, trạng thái của tâm bi là có cái sự thương xót trước sự đau khổ của chúng sanh. À, là cái tâm mình thấy chúng sanh đau khổ, mình có một sự thương xót, có một cái tâm bi mẫn trước sự đau khổ của chúng sanh. Rồi xuống dòng phận sự. Phận sự là công việc của nó đó, công việc của tâm bi. Phận sự xoa dịu và tiêu trừ mọi nỗi đau của chúng sanh. Xoa dịu và tiêu trừ mọi nỗi đau của chúng sanh. À, là công việc của nó là xoa dịu
và tiêu trừ mọi nỗi đau của chúng sanh. Và người có tâm bi là người ta rất thích làm những cái việc này mà làm cho những chúng sanh đau khổ được yên vui, được tốt đẹp hơn, và xoa dịu những nỗi đau của chúng sanh. Cái đó là phần sự của tâm bi. Rồi, nhân cần thiết. Có chúng sanh đang đau, có chúng sanh đang đau khổ, tức là phải có chúng sanh đang đau khổ thì tâm bi mới sanh khởi được. Đó là nguyên nhân cần thiết để mà phát khởi tâm bi. Với tâm từ là có tất cả chúng sanh luôn, và tâm bi thì chỉ có thuộc về chúng sanh đang đau khổ, thì lúc đó là nhân cần thiết của tâm bi. Rồi xuống dòng đặc điểm chánh yếu, tức là những cái đặc điểm chính của cái tâm bi. Và thái độ rung động thương xót chúng sanh đau khổ. Thái độ rung động thương xót chúng sanh đau khổ, và khi nào mình có cái trạng thái cái tâm mà nó có sự rung động khi thấy chúng sanh đang đau khổ, có sự rung động, có sự thương xót, thì lúc đó là cái đặc điểm chính của cái tâm bi, nó là như vậy. Đó là những cái điều thuộc về tâm bi mà chúng ta cần phải biết để mình nắm rõ vấn đề không. Rồi tới tâm hỷ. Tâm hỷ ta, tâm hỷ thấy bodhicitta. Rồi xuống dòng gặp lại dòng ý nghĩa, ý nghĩa của tâm hỷ đó, ý nghĩa vui với cái vui của người khác. Vui với cái vui của người khác, tức là cái tâm hỷ này là thấy những người nào ta có được cái sự được an lạc, có sự an vui, có sự giàu sang, có sự tấn hóa, tấn tài, tấn lên, thì cái tâm người có khởi được tâm hỷ là luôn vui với những cái vui của người khác. Này không phải dễ nha, coi vậy khởi muốn tập tâm hỷ này khó lắm, phải có phải tập tâm từ tâm bi tâm hỷ nó mới phát sinh được. Thì như vậy ý nghĩa là vui với cái vui của người khác, hay là vui với cái vui của những chúng sanh khác. Rồi xuống dòng đối nghịch. Đối nghịch là trực tiếp ganh tị, đối nghịch trực tiếp của tâm hỷ là ganh tị, gián tiếp là hỷ hạ đẳng, gián tiếp là hỷ hạ đẳng, trực tiếp là ganh tị, gián tiếp là hỷ hạ đẳng. Là trực tiếp là cái lòng ganh tị của mình thấy người ta giàu sang, thấy người ta hạnh phúc, mà tâm mình khởi là ganh tị, thì đó là đối với người trực tiếp. Còn cái gián tiếp là hỷ hạ đẳng, tức là những cái loại hỷ thuộc về bại hoại, những cái loại hỷ mà liên hệ đến những cái sự tham đắm, những cái sự mà quan hỷ trong những ác pháp, thì những cái hỷ đó không phải là cái tâm hỷ. Mà cái hỷ đó là cái hỷ thuộc về là đối thủ là đối thủ mà gián tiếp của cái tâm hỷ. Cho nên mình đừng lẫn lộn, khi mình có cái tâm tham tâm hỷ thì nó không phải là tâm hỷ này nha. Nó thuộc về bất thiện, mà cái này là thuộc về thiện pháp, mà thuộc về thiện pháp mà cao cấp. Cho nên là cái gián tiếp nó là hỷ hạ đẳng. Rồi tiếp theo là về tướng trạng, tức là trạng thái đó, tướng trạng của cái tâm hỷ đó là sự quan hỷ với hạnh phúc của người khác. Tức là có cái sự quan hỷ với hạnh phúc người khác, đó là cái trạng thái của cái tâm mà nó sanh lên, thấy là hạnh phúc khởi tự tự cái tâm nó phát khởi cái sự quan hỷ với hạnh phúc người khác. Là tướng trạng. Rồi tiếp theo là phận sự,
phần sự, tức là cái tâm hỷ này nè, nó làm một cái phần sự là chung vui, chung mừng, ca tụng, ngợi khen trước sự thịnh vượng của chúng sanh khác. Chung vui, chung mừng, ca tụng, ngợi khen trước sự thịnh vượng của người khác. À, tức là cái công việc của cái tâm hỷ này là nó chung vui với những chúng sinh khác, chung mừng ca tụng ngợi khen với cái sự mà thịnh vượng, sự phát đạt, sự hạnh phúc của những chúng sinh khác, mà phải là một cái khởi thật sự nha, giả tạo ha. À, đó là một cái sự cái loại tâm khởi thật sự khi thấy những chúng sinh khác được hạnh phúc. À, cái tâm bi tâm hỷ này nó khởi lên một cái phần sự là nó vui với chúng sinh đó, mừng với chúng sinh đó. À, đó là cái phần sự của nó. Rồi xuống dòng nhân cần thiết. Nhân cần thiết là có chúng sanh đang hạnh phúc. À, là có chúng sanh đang hạnh phúc. Hạnh phúc đây là hiểu nhiều hơn nhiều vấn đề, hạnh phúc về tài sản, hạnh phúc về tình cảm, về gia đình, hạnh phúc về thiện pháp, hạnh phúc về sự mà chứng đạt được những này cái nọ, rất là nhiều thứ được gọi là hạnh phúc. À, mình những chúng sanh đó mà có những chúng sanh đang hạnh phúc như vậy, đó là nhân cần thiết. Rồi xin dòng đặc điểm chánh yếu. Đặc điểm chánh yếu loại trừ mọi hình thức bất mãn ganh tị, loại trừ mọi hình thức bất mãn ganh tị. Đó, tức là đặc điểm của tâm hỷ là nó loại trừ mọi hình thức bất mãn, hình thức ganh tị. Đó là về cái phần thuộc về tâm hỷ, cái tâm thứ ba. Rồi bây giờ chúng ta tới là tâm xả. Xả Vekha, rồi ý nghĩa cái tâm xả này là cái tâm khó nhất trong cái tứ vô lượng tâm, rất là khó tu tập cái tâm này. Thứ nhất là ý nghĩa vô tư, không ái, không ghét bỏ, bình thản, không chao động. À, là ý nghĩa của cái tâm xả này nó phải ghi đầy đủ như vậy ha, mình nắm được ý nghĩa của nó là vô tư. À, không ái cũng không ghét bỏ, bình thản, không chao động. Đó là ý nghĩa của cái tâm xả. Rồi đối nghịch, đối nghịch của tâm xả trực tiếp là luyến ái, trực tiếp là luyến ái, gián tiếp là lạnh lùng, gián tiếp là lạnh lùng. À, tức là trực tiếp là sự luyến ái, sự chao động trước các đối tượng ha, rồi gián tiếp là lạnh lùng, tức là cái tâm mà lạnh lùng, cái tâm mà máu lạnh đó, thì nó không phải là về là tâm ác, bất thiện pháp. À, thì như vậy đối thủ đối kẻ thù trực tiếp là luyến ái, mà kẻ thù gián tiếp là sự lạnh lùng của cái tâm sát. Rồi tiếp đến là tướng trạng, là trạng thái đó, tướng trạng của xã, và sự bình thản quân bình. Sự bình thản quân bình của cái tâm này nó có một cái tướng trạng là bình thản quân bình, chứ không chao động trước các pháp.
như vậy là sự bình thản, quân bình đó, mình nắm cái ý nghĩa của nó, rồi cái tướng trạng nó là như vậy. Rồi phận sự, phận sự là không sao động trước nghịch cảnh hoặc thuận cảnh. Là không sao động trước nghịch cảnh, là những cái cảnh mà đối nghịch thì cũng không bị sao động, thuận cảnh cũng không sao động luôn, à, tâm vẫn giữ được bình thản, được cái sự quân bình, không sao động trước nghịch cảnh hoặc là thuận cảnh. Rồi nhân cần thiết là tất cả đối tượng, à, tất cả mọi đối tượng ha. Đặc điểm chánh yếu là đặc điểm chính của nghe thâm xả rồi đó. Đặc điểm chánh yếu là vô tư bình thản, đó là đặc điểm chánh yếu của thâm xả. Khi nào mình tu luyện tới mức độ mà tâm mình vô tư bình thản, không bị ảnh hưởng tới các pháp, à, thì lúc đó mình đạt được một cái thâm xả. Rồi đó là dứt điểm về cái tâm xả, tức là tứ vô lượng tâm từ bi hỷ xả mình đã học, xong rồi. Giờ mình gom lại những cái đề mục đắc thiền ha, các đề mục đắc thiền mình học, ghi cái này ghi để ghi để biết thêm, học thêm các đề mục đắc thiền. Sơ thiền hai chấm, có 25 đề mục, có 25 mục, 10 ca si ná, 10 tử thi, một hơi thở, mười ca si ná, mười tử thi, một hơi thở, ba phạm trú đầu, ba phạm trú đầu và một thể trực. Đó là những cái đề mục mà 25 đề mục này có thể chứng đắc được sơ thiền. Là 10 ca si ná là mình nãy vừa học phần trên là cái gì, mình coi lại ha, 10 ca si ná, 10 tứ thi, một hơi thở, là ba phạm trú đầu, tức là từ bi hỷ, rồi đắc được sơ thiền. Nhưng mà xả thì không được nha, chỉ được ba phạm trú đầu thôi, từ bi hỷ, rồi là một cái thể trược, là đem về thân, thân thể trược, tóc, tóc lông móng răng da thịt gân xương máu mủ ruột non ruột già vân vân, thì phải được rồi. Nhị tam tứ thiền xuống dòng là nhị tam tứ thiền có 14 đề mục, mười ca si ná, một hơi thở, ba phạm trú đầu, mười ca si ná, một hơi thở, ba phạm trú đầu, từ bi hỷ đó, đắc được nhị thiền tam thiền tứ thiền, tức là mười ca si ná tu đắc được nhị tam tứ, hơi thở cũng đắc được nhị tam tứ, ba phạm trú đầu cũng đắc được nhị tam tứ thiền, trừ xả ra. Rồi dòng ngũ thiền có 12 đề mục,
10 kasina. 1 hơi thở và xả vô lượng tâm, tức là tâm xả đó. 10 kasina, 1 hơi thở và xả vô lượng tâm. Đó là 12 cái đề mục đắc được ngũ thiền. À, bây giờ nắm được ha. Rồi, xuống dòng mình đánh qua thị cái, đánh cái qua thị đầu dòng ha. 10 đề mục tùy niệm. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên á. À, thì những đề mục đó là 10 đề mục tùy niệm không đắc thiền. Tức là không thể đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Tức là 10 đề mục tùy niệm không đắc thiền. Chỉ cận định. À, chỉ đạt đến cận định thôi. 10 đề mục tùy niệm không đắc thiền. Chỉ đạt đến cận định. Ừ, chỉ cận định. Rồi. Xuống dòng đánh cái đề mục qua thị đầu dòng cái nữa. 4 đề mục vô sắc. 4 đề mục vô sắc. Không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, vô tưởng á. 4 đề mục vô sắc. Mỗi đề mục đắc một tầng thiền vô sắc. 4 đề mục vô sắc. Mỗi đề mục đắc tầng thiền vô sắc. À, tức là hãy không vô biên thì đắc tầng thiền, không vô biên à, thức vô biên, đắc thức vô biên, vô sở hữu, đắc vô sở hữu, phi tưởng phi tưởng, đắc phi tưởng phi tưởng, tức là không có lẫn lộn được. À, những cái vấn đề mà học thêm để chúng ta nắm được cái vấn đề như vậy. Chót nên là điều cần biết, học thêm phần chót ra là hết giờ rồi ha. Điều cần biết là mình cần biết thêm. Có 22 đề mục, có được 3 loại ấn tướng. Có 22 đề mục, có được 3 loại ấn tướng. Là sơ tướng, thô tướng, quang tướng. À, nãy anh học phần trên rồi không? Là Parikhamma Nimitta, Utgaha Nimitta, Patipaga Nimitta. Đó là sơ tướng, quang thô tướng và quang tướng. Có 22 đề mục, có được 3 loại ấn tướng này. À, 10 kasina. 10 kasina. 10 tử thi. 1 hơi thở và 1 thể trược. 1 hơi thở và 1 thể trược. Những đề mục này, khi mà tu tập những đề mục này, có được 3 cái loại ấn tướng là sơ tướng, thô tướng và quang tướng. Rồi, xuống dòng, gạch đầu dòng. 4 đề mục phạm trú từ bi hỷ xả và đề mục vô sắc. Không có 3 ấn tướng này. À, đây là vấn đề để ý nó khác chứ ha. 4 đề mục phạm trú từ bi hỷ xả và đề mục vô sắc không có 3 ấn tướng này. Đúng rồi, bởi vì những cái đề mục này nó không có lấy sắc pháp để làm đối tượng ha. À, cho nên nó không có cái ấn tướng, không có cần phải làm những cái đề mục để mà tu tập sơ tướng, qua thô tướng, quang tướng, những đề mục này không cần. À, cho nên không có những cái 3 cái ấn tướng này. Rồi, dòng tứ vô lượng tâm, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ. Nương cảnh chế định. À,
là khi mà tu những cái đề mục này thì nương cảnh chế định, tức là những cái hành động về thực tế đó. Vì do định danh mà làm á, định lên cái đặt để lên, định lên cái danh từ để mà tu tập, ví dụ như chúng sanh này kia nọ, hoặc là không vô biên xứ, mình định lên cái danh đó để mình tập vô sở hữu xứ như vậy. Học sơ sơ trước đây chỉ là học tới cái vô sắc rồi biết tứ vô lượng tâm, không vô biên xứ, vô sở hữu xứ, nương cảnh chế định, nương cảnh chế định để thành tựu, nương cảnh chế định đó. Rồi thức vô biên xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, nương cảnh chân đế. Có hai cái tâm này, nương cảnh chân đế, nó khác với là không vô biên xứ với vô sở hữu xứ. Mà thức vô biên xứ, phi tưởng phi vi tưởng xứ, nương cảnh chân đế. Rồi thì tới học tới cái tâm vô sắc thì chúng ta đi vô sâu vấn đề ha. Bây giờ biết sơ sơ trước, nắm được những cái vấn đề như vậy. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học dứt điểm cái phần về tâm sắc giới, học xong cái phần tâm sắc giới. Quý vị nên là chịu khó rảnh rảnh mình lấy ra mình đi coi, đi coi lại để mình phát phát triển thêm được cái về cái trí tuệ ha, để sự hiểu biết thêm về cái tâm sắc giới nó là như thế nào, thiền định nó như thế nào. Rồi từ từ chúng ta sẽ đi sâu vô về về thiền quán để mình sẽ phân biệt được hai vấn đề này. Rồi như vậy hôm nay là chúng ta đã học xong cái buổi học hôm nay, rất là xa thú, và chúng ta đã thành tựu. Tưởng là hôm nay là học không được mà ai cũng xong, bây giờ cũng đã có người lên phụ, Châu Nguyễn rồi Như Quỳnh rồi nãy ai nữa hiểu bên này, cũng Nguyên Trang đã có vô để phụ, chứ chúng ta tưởng là hôm nay là chúng ta mất cái buổi học hôm nay. Rất là xa thú. Xin nhường mic lại cho MC ạ. Mô tả nha. Nam Mô Bụt Thaya. Dạ, con Nguyên Trang. Dạ, một lần nữa con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni. Dạ, kính chào Chú Kinh. Dạ, kính kính chào cháu Đạo Tràng. Dạ, kính tri ân Chú Kinh đã ở lại rừng và giảng dạy cho chúng con bài học ngày hôm nay. Dạ, sorry, tại vì hôm nay con cũng không có được khỏe lắm. Dạ, bây giờ con mới dạ bây giờ con không biết là đạo tràng có đặt câu hỏi về thắc mắc gì bài học ngày hôm nay không ạ? Dạ con kính mời quý cô chú, kính mời cô Metta, kính mời cô Trần Đạo, kính mời cô Kim. Nếu mà mình có những thắc mắc gì thì con kính mời cô chú cầm mic để hỏi ạ. Dạ con thấy đạo tràng em ru à, để cho câu hỏi vấn đáp nha. Dạ, con kính mời chú ạ. Thời gian còn cũng được 15 phút, 20 phút vậy ha, đúng không? Còn lại khoảng đó thì cho đầy đủ cho một vài câu vấn đáp cho quý vị trả lời nha. Bạn cũng được một câu đố vui ha, đố vui cho nó hoàn hỷ cho rồi. Như Quỳnh viết lên nha, đọc xong viết lên. Rồi, một hành giả tu thiền bị một anh chàng ngồi kế cứ phá rối,
Một hành giả tu thiền bị một anh chàng ngồi kế cứ phá rối. À, trong lòng bực tức quay sang nói, trong lòng bực tức quay sang nói. Ngoặc, trong lòng bực tức quay sang nói, mở ngoặc, mở ngoặc kép ạ. À, anh có yên không? Đóng ngoặc. Anh có yên không? Đóng ngoặc. À, anh kia nhìn chăm chăm vô mặt nói sân nhà và cười hí hởn. Anh kia nhìn chăm chăm vô mặt nói sân nhà và cười hí hởn. Anh kia nhìn chăm chăm vô mặt nói sơn à và cười hí hởn. Hí hởn. Chợt nghe cái bóp. Chợt nghe cái bóp. Rồi quay lưng lại mỉm cười khúc khích. Chợt nghe cái bóp. Rồi quay lưng lại mỉm cười khúc khích. À, là cái câu chuyện của một hành giả tu thiền đang ngồi có anh chàng tình cứ phá rối trong lòng ngồi không yên bực tức quay sang anh có yên không, anh kia mới nhìn vô mặt anh này nói sân à rồi cười hí hởn dọc tới quê. Thì kia anh cười hí hởn dọc quê vậy thì chợt nghe một cái bóp, rồi là ông mà đánh cái bóp quay lưng lại mỉm cười cười khúc khích rồi.